Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay HNT có một cái con dragon mới các bạn à. Nó có cái tên là Village Dragon à, có nghĩa là làng. Village có nghĩa là làng các bạn. Còn dragon là rồng, là làng rồng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cho chú ấy xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ bé nha. Đây, bây giờ HNT đang cố gắng gọi là rèn luyện, rèn ngôn ngữ tiếng Anh để có thể có những cái ngôn từ hay và hấp dẫn cho các bạn xem. Ok, như hôm nay chúng ta có một cái em rồng mới là Village Dragon. Bình thường là đọc không là kêu là Village, còn khi mà có cái Dragon vô là nó thành Village Dragon. Đúng hát não luôn. Thú vị. Một cái chiêu mà người ta gọi là ẩn thân chi thực của chú ấy chính là biến mình thành một cái nhóm đất nhỏ. Còn khi mà không có thì chú ấy biến thành một con trâu. Quá dễ thương. Level 7 chú ấy dường như mới biến hình, con này đẳng cấp là Legend. Wow, trên lưng chú ấy dường như là cái ngôi nhà bự. Đúng là làng, ngôi làng, một cái ngôi làng các bạn. Và nếu như mà lên level 15 thì sẽ như thế nào nha. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi. Wow, đẹp đấy. Level 15, sự hồi hộp đang được gọi là thăng hoa. Wow, thì ra là vậy. Ôi giời ơi, lần này có mặt trời luôn á các bạn ơi. Wow, có mặt trời mây. Vì anh rất là thích cái con rồng này luôn. Các bạn, xem video đừng quên bấm subscribe nha. Nhớ đăng ký kênh HNT Channel và mở thông báo hình cái chuông cái bên nút đăng ký lên. Thì khi mà HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ được nhận thông báo và vào chơi với anh cho vui. Và đừng quên thả like và chia sẻ video ủng hộ anh với. Còn bây giờ thì anh sẽ đặt tên cho cái con rồng này là Làng Rồng. Đúng như là cái tên tiếng Anh của chú ấy, Villains Dragon. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mang cái em rồng làng hay là làng rồng này đi chiến đấu nha. Action. Hôm nay HNT có một con rồng đẹp và mình rất là thích nó. Ôi, lần này sẽ thay đổi cho cái em đẳng cấp là cấp E. Em rồng bảy màu sẽ được nghỉ ngơi và em Villains Dragon này sẽ được ra. Đây. Wow. Kèm theo đó là sức mạnh của thần mộc. Chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng như là nhan sắc của chú ấy. Hai con đều hệ cây cỏ à. Đầu tiên thì chúng ta đang gặp một cái nữ thần Ruby. Ruby và thần mộc thì như là ấy. Con này anh chưa luyện chiêu cho nên khả năng đau của nó không cao. Ruby đang cố gắng dùng hàng tấn điện để phóng mọi người. Cô ấy vẫn còn cầm cự tốt. Lượng máu của mình đang tồn không đem bạn một chút xíu. Thỏ trắng cố lên, 20.000 máu vừa ra đi. Và anh chắc một điều rằng cái con Ruby này nó không thể nào cầm cự nổi với HNT sói ca rồi. Đây, dứt đêm. Quá tuyệt vời. Nữ thần Ruby tên bạn đã phải ra đi tìm người cứu nước. Tiếp theo là con Halo. Halo. Đấy, siêu trâu mập đang được đam. Ngưỡng sát thương của ấy chú 47.000. Nãy giờ các bạn đang trông chờ giây phút của cái con làng rồng ra đúng không? Bây giờ thì HNT sẽ cho nó xuất hiện. Chúng ta sẽ đẩy luôn với tuyệt chiêu lá được đam. Hiệu ứng cực kỳ đẹp, tạo thành một trong những cái vòng xoắn rồi là dây trói các bạn à. Nó trói thằng nhỏ bấy xấy luôn. Rồi bây giờ anh phải nhờ tới thằng Mộc Xì Tiên để dứt điểm cái em thuyền trưởng. Ô là cái em này thì như là anh thấy sát thương hơi bị cao đấy chứ hả. Trâu lợi siêu trâu. Trâu à. Cố lên. Chính xác là con trâu đủ khả năng để làm chuyện này luôn. Chúng ta vừa có một chiến thắng khá là ngon.
Rồi tiếp theo là anh sẽ thay đổi rồi là cái bầu không khí mà cây cỏ này, chúng ta sẽ lên một cái bầu không khí khác rồi. Băng nha. À, lần này sẽ có băng trên cỏ luôn. Ai mà khoái trượt băng á thì ok. Giác hoàng tử băng ra phun băng cho các bạn trượt. Giờ thì với đẳng cấp của chúng ta là level 40. Khoan đã, cái gì? Wow, cái con này phải đi đem thêm cái con kinh công Kaka ra là cái con. Con này mệt với anh rồi. À, chúng ta không có được đam với nó, mong nó cũng đừng có đam với mình. Gọi là nước sông không phạm nước giếng thì nước giếng đừng có lấn lên nước sông nghe chưa. Rồi bây giờ là gắn luôn tên bạn đang thể hiện 17 nghe. Ôi chiêu này chắc nó chưa luyện rồi, nhìn là biết rồi. Phun băng vô mặt liền. Đây chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu băng nè. Dạ chiêu nguyên một gọi là một cái rừng gọi là nó đang y như là cái vỏ luôn vậy đó. Ủa, cái gì vậy? Khủng long bạo chúa các bạn, con này nó đúng bạo luôn rồi. Một hit một ra dứt điểm mất con người lên băng của anh. Được, anh sẽ gọi là bảo vệ. Ôi khoan đã, nói chưa bảo vệ đem con này ra gẹo trước cái đã. Hãy xem sức mạnh ở slow motion cho các bạn chứ ha. Với tuyệt chiêu đất thì sẽ như thế nào? Wow, một gọi là chiêu dậm đất và đất văng lên tung tóe. Thú vị. Làng rồng của chúng ta vừa ra đi luôn, nhưng mà không sao. Đây là con trâu cài của cái làng đã xuất hiện. À, con trâu này nó được sở hữu gọi là anh em kết nghĩa với Tôn Ngộ Không, gọi là Ngu Ma Dương các bạn à. Đâu phải dạng vừa đâu. À, cái này hơi căng não rồi, hình như là cái con này máu nó cao hơn anh. Hình như level cũng rất là khủng luôn. Nó đẩy ăn dân dấu. Alright. À, cảm ơn một thành viên vừa đăng ký kênh nha. À, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm subscribe liền và ngay lập tức luôn nha mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta tiếp tục sử dụng khả năng của siêu trâu mập. 439 ngàn, công nhận cái con Ruby này nó quýt đúng không đâu. Nhưng mà không sao. Yeah, thả tim đi. Ờ, tất cả những comment trên video của anh đều thả tim. Anh em xem thì có ý kiến góp ý gì cứ việc comment bên dưới video, thích anh làm một con rồng gì hay là muốn anh chơi cái tựa game mới gì này, hãy cho anh biết với nha. Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với kinh công nha. Nãy giờ con công nó nóng lòng nó ra lắm rồi đó mà nó chưa có được ra. Đây level 73 hay là bả bay. Bả bay đọc là 73. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem kinh công. Hậu báo của anh ấy không thể coi thường được. Em bạn có 3 con Heroic luôn ấy. Không phải vừa đâu. Hello Motion tiếp đây. Con này Villain Dragon Action. Lan rồng. Gọi là vừa học tiếng Anh mà gọi là vừa xem luôn. Villain Dragon. Thở thiệt các bạn á, nó thở oxy hết nổi với con gọi là thần long luôn ấy. Siêu trâu mập đâu rồi? Triệu hồi thần thú. Wow. Thôi anh sẽ dứt điểm nhẹ nhàng con thần long đi. Con trâu ăn được con rồng luôn nha các bạn. Ồ, đây là một cái kỳ tích trong lịch sử. Trâu hạ được rồng và khỉ hạ được Superman. Đúng rồi. Tuyệt chiêu mạnh nhất của kinh công khỉ dập Superman nào. Không mà như tính ra con khỉ là nó bằng xương bằng thịt của Superman thì nó bằng thép luôn các bạn. Gọi là anh nhớ coi cái bộ phim Superman ấy là cái con thằng Superman đó là nó có cái tí ít mà nó chỉnh cái mặt nó lâu ấy, như là cái mặt nó hôm nay nó muốn cho nó tròn tròn nó mốc mớp xíu là bắt đầu nó bắn tí ít dội vô mặt nó bắt đầu là cái mặt nó sẽ trở thành rồi sửa lại chút xíu, gọi là chỉnh sửa mà không cần đến spa hay là thẩm mỹ viện luôn. Rồi sau một hồi gọi là chiến đấu và chém gió khí thế, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đây có những cái con rồng trong cái lồng nè, kệ nó đi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi. Chúng ta có thể làm được cái điều gì ở đây?
quét à. Để vào quét thì có cái gì chơi hay chơi không? Ủa thôi, cái này anh đang cần cái này luôn. Nhưng mà anh vẫn muốn đem cái con rồng làng của anh ra để quậy cho vui. Hôm nay là làm về chú ấy cho nên sẽ để cho chú ấy tỏ sáng nha. Villa Dragon. Là học tiếng Anh mà như gió luôn. Một ngày học một chữ, một con rồng là biết được một cái. Tiếng Anh mà học như vậy là thú vị rồi đấy. Người ta học giỏi là một ngày người ta học 5 từ, 10 từ. Anh là anh học dở, học sinh dở nè. Một ngày học một chữ rồi. Rồi, như các bạn đã trông thấy thì Villain Dragon của chúng ta đã phải ngã xuống. Tiếp theo là King Kong KK đang lao tới. Yeah, dứt điểm luôn, hốt xác liền, quá tuyệt vời. Với cái sức mạnh đến từ khỉ. Thôi, được món quà là cái gì đây? Được một cái rương bằng ngọc luôn á. Ba chìa khóa đỏ á. Thôi ôi, được ba cái luôn. Có mở được cái gì không? Ba chìa khóa đỏ rồi đó. Sáu chìa khóa đỏ, hai chìa khóa xanh các bạn ơi. Do anh không có coi cái quảng cáo này cho nên chúng mình chưa có chịu coi xanh. Thì sẽ để ráng anh coi để sao đi, chứ giờ ngồi coi được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thu hoạch ít vàng đi. Là vàng anh phải nói rất là nhiều luôn, anh thu hoạch hết cái này là được cả chục mét luôn á, cái chục m á, phải mét m. Thu hoạch hoài mà không mua thức ăn thì vàng gọi là chúng ta chết sống. Cái khu vực này mà không có thiên là nó hơi bị cay luôn á. Gọi là không có cái khiên là phải gồng ngồi là tét chuột. Rồi để xem nào. 50 thôi nhịn. Mấy con mà quá hổ báo là anh chịu. Anh không có solo nổi. Nó level 40 luôn á. Nghĩ sao mà level nó cao hơn mình luôn á. Để bỏ một cái game nữa ta. Chắc phải bỏ thôi chứ bây giờ đánh không lại. Level 40 lần. Thử làm như mấy con này nó ăn cái gì đâu mà. Mấy bạn này giàu lắm hay sao á. Những con Legend không mà cho nó lên level gì mà ghê vậy. Lấy tình yêu nhỏ bé anh ráng cho nó ăn miếng nữa cho nó mập lên. Ủa con này lên chữ A rồi nè. Còn sát thương chứ thành thép hơn cái con kia luôn. Chơi luôn các bạn à. Có chuyện gì mà phải sợ. Wow, như các bạn đang trông thấy thì cái em gọi là nữ thần rồi, như là nữ thần tự do vậy. Nè, nữ thần làng, rừng làng. Nhìn nó rất là đáng yêu và dễ thương. Nó vẫn còn sống luôn á. Được rồi, mọi chuyện để cho anh xem khả năng của chiến binh thép đây. 17.000. Wow, đẳng cấp Legend đang tuân chiêu 16k. Nhịn nó đi. Chứ không nhịn nó là nó quýnh bẫy luôn á. Tình yêu nhỏ bé, cố lên. 19.000. Ừ, còn tới 22 lượt. Ủa, cái này đúng cây với anh thiệt rồi. Cố phát nữa thôi chứ không có cố nhiều rồi. Còn là 4.200 luôn á. Ấy chết rồi, bấm lộn luôn. Ta phải đổi rồng các bạn. Như vậy thì tình yêu nhỏ bé của anh chắc chắn phải hy sinh rồi. Sai rồi. Quá sai lầm người ơi, anh quá sai lầm. Ây da, trời ơi, 41k. Nó quýnh mà nó không biết thương tiếc luôn. Con rồng của chúng ta vừa ra đi, thợ nó còn bơm máu lại cho nó nữa. Không thể tin được ngày hôm nay là chúng ta vừa bị gọi là tem nó dập. What?
thầy ơi, năm sau ba con các bạn à, cậu này người nước ngoài. Không mà chúng ta gặp toàn là hàng dữ không vậy ta? Thôi chắc cái này phải mang rồng đá ra rồi. Vậy chắc phải đổi chỗ chút xíu cho thằng Long ở trong và cho cái con Heliwell này ở ngoài. Heliwell này được cái máu nó trâu nhưng mà sát thương nó yếu xìu à. Dẫn nó giống như là dẫn nó đi chơi vậy đó. U rồng mới nè. Con này có rồng mới nè. Mà tem bạn level 35 lần. Nếu như mà bỏ ra bật co thì kẹt cho anh quá. Con này đập cái chắc muốn tắt thở. Rồng đá anh biết cầm cự nó chơi luôn đi. Bây giờ đó là không có cái khiên là chúng ta liều thôi. Liều ăn nhiều, còn bây giờ không liều là phải nói đây là rồng đẹp các bạn ơi. Không thể tin được. Đẹp quá. Con này đẳng cấp L chắc luôn. Nó có cái quy hiệu, có cái quy hiệu của rồng VIP nè các bạn. Rồng VIP là nó sẽ có cái quy hiệu này. 39.000 máu. Bát xe nhẹ đăng cái ha. Cha thượng, nó muốn 26.000 luôn. Thôi chạy. Thôi ơi chạy. Em không chơi đâu. Em không chơi với anh này đâu. Anh này quýnh ghê quá. Ôi, đây, bảy màu. Thôi chạy nữa. Ôi, mấy con này sao mà nó ghê gớm quá. 12.000 à. 15.000 luôn. Chắc có lẽ là sẽ chịu được một cái nữa. Trận này không biết ăn nổi không đây. Trận này sao thấy rung tim quá. Bốc hơi. Anh biết điều này mà. Hơi ở cái chiêu được đam. Nhưng mà đam cũng chả có bao nhiêu đâu. Mong chờ vào cái tiệc chiêu dứt. 1, 2, 3, 4. 4 cái được 19.000 sát thương. Và chúng ta phải bốc hơi. Ôi con này nó ghê gớm quá. Chào. Mong rằng thần long đủ. Trời ơi 16.000 đúng hơn luôn các bạn ạ. Mấy phút xíu là chúng ta phải dập máy rồi. Rồi sau một hồi gọi là long tranh hổ đấu đó thì chúng ta đã hy sinh hết hai em nữa rồi. Đúng là cuộc chiến nào cũng phải có sự hy sinh mất mát. Chơi cái con thần tài vậy à, cho con thần tài ra kiếm cơm luôn. Ở sao level 40 mấy anh rồi, là mấy anh xuống level nhỏ rồi, em với mấy anh là level cao quá sao em đánh đây. Trời ơi con này nó muốn sao, nó 4 sao luôn á. 4 sao luôn đó các bạn à. Không sao, một khi anh đã quyết định chơi là phải chơi cho nó tới dứt điểm. Không thành công biết chắc rằng chúng ta sẽ bị cái con này lấy đi. Trời ơi, lấy đi cái mạng luôn rồi. Nó lấy đi cái mạng của con cậu. Không sao, đây quýnh xong chạy. Trời dậy luôn á. Bây giờ là bất chấp. Quánh xong là phải xách dép chạy. Đứng đó nó quýnh mình chết. Ô, con này hình tí hon nhìn dễ thương phết ta. Ôi đừng có chết. Ôi hên quá, con Happy vẫn còn. Nói chung với lại con Happy của anh vẫn còn là anh vui rồi. Level 29 VLAN. 19.000 cái gì đâu mà nó ghê gớm vậy. Bây giờ hai con này của anh là cho con nào ra trước đây. Này à. Không biết là nó đam được bao nhiêu đây. 20, 23. Đổ lên 14. Quýnh được 14 rồi. Sao mà vượt qua cửa này đây. Thôi rồi. Con này nó. Anh cũng có con này. Anh cũng có con này nhưng mà con này của anh. Anh không nghĩ con này nó lại mạnh như vậy luôn. Tại vì anh thấy là không có mảnh cho nó lên sao. Cho nên anh không có cho nó lên level cao. Cái gì đâu mà chúng ta hết rồng để đánh luôn rồi đó hả? Ô bơ vơ quá men. Rồng anh còn mấy con yếu không à. Ra là hiến máu nhân đạo nữa chứ quánh gì nổi. Cuộc chiến. Ôi cái con rồng mới. Hình như con này con mới nè.
quýnh không lại cũng lôi ra đánh luôn, vì cái con này anh thấy nó rất là đẹp và anh chắc một điều là anh chưa sở hữu nó. Với những con rồng mà anh chưa có là anh rất là khoái, chả quan tâm là có quýnh lại hay không, nhưng mà anh vẫn muốn xem cái gương mặt của nó ra sao. Wow, và các bạn xem video đừng quên bấm subscribe kênh HNT nha mọi người. À, nhớ mở thông báo kênh HNT Channel lên để khi mà HNT ra video hay là livestream của bạn sẽ được nhận thông báo và chơi mình cho vui. Và đừng quên like và chia sẻ video qua Facebook ủng hộ anh với. Và bây giờ chúng ta để mà có thể nhìn thấy được cái em đẳng cấp level 33 này thì mình phải hạ được cái con Vegeta. Ok, con này là Vegeta. Rồi bây giờ để hạ được chú ấy là chúng ta còn phải chuẩn bị 160% luôn á, sức đam cao nhất 2001, phun lửa 18.000, ngự sát thương đến từ rồng lửa vàng quá khủng khiếp các bạn ơi. Và chúng ta chắc chắn phải giấu chú ấy đi chứ để nó ngoài bị quýnh chết. Chú ấy cần khoảng 3 lượt đánh nữa để hồi lại cái khả năng đam lên tới 10,000 của chú ấy. Một chiêu một thằng nhỏ không ngáp được cái thứ hai luôn á. Rồng mà tụt, cố lên thả thính, đừng có đam gì khác. Nó đam thì con nào mà chịu cho nổi. Bây giờ còn một cái nữa là chúng ta được cái chiêu rồi nè. Bây giờ không có thì biết làm sao bây giờ. Không có thì phải chơi cái chiêu này thôi. Dứt điểm, không thành công rồi. Ôi, bất ngờ nhìn thấy em ấy đã quá xa tầm với. Chúng ta không thể nào mà nhìn thấy được cái con mà gọi là rất muốn thắng. Thiệt tình là thiệt tình. Bỏ. Nhìn thấy cũng được thôi chứ bây giờ dù mặc dù rất muốn chiêm ngưỡng nhan sắc vẻ đẹp của con đó nhưng mà chúng ta đành phải chấp nhận. Ồ, ở đây chúng ta có những con rồng bị nhốt trong lòng luôn, rất là dễ thương. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đi thu hoạch ít thức ăn nha. Lên được 2 máy rồi, cố gắng thôi. Gần hết tiền rồi. Nói chung là khi mà không xài tiền á, nhất là trong cái lúc mà chơi cái Advent mà rồng gì ta, đúng rồi, lấy con mấy con Heroic á là chỉ trồng cộng 5 sao không à. Mà đi thu hoạch vàng là thu hoạch vàng quá chừng luôn. Đó. Rồi, được nhận một viên game chứ hả? Rồi, 14 viên. Ok, các bạn xem video đừng quên cho anh một like nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.